Hello, xin chào cả nhà nhé. Tối hôm nay mình đi thăm vườn sầu riêng. Thông thường thì mình cũng hay đi thăm vườn sầu riêng vào ban đêm. Ban ngày nhìn chán rồi các bạn ạ. Ngày nào cũng ra vườn, sáng nào chiều nào cũng có ngoài vườn, chứ nhìn chán vào ban ngày rồi. Nhiều khi buồn buồn là mình lại đi thăm vườn vào ban đêm. Nói chung là nói cho vui vậy thôi chứ đôi khi á là trong vườn sầu riêng của mình cũng cần phải kiểm tra nó vào ban đêm các bạn ạ. Về kiểm tra về sóc nè, kiểm tra về nấm nè. Ban đêm khi mà rọi đèn lên thì mình dễ phát hiện về nấm và sâu rầy hơn. Nấm sâu rầy chứ ban ngày nhiều khi mình nhìn thoáng thoáng sơ bộ và đồng thời là ánh sáng nó không có tập trung được ở những cái trọng điểm cần thiết, vậy cho nên là cái việc mà quan sát về nấm và sâu rầy thì nó tương đối là nó có hạn chế. Còn ban đêm khi mình rọi đèn lên trực tiếp như thế này ấy, thì mình sẽ thấy nó rõ hơn. Chú mèo này rất là cuốn quýt ở bên mình. Mình đi đâu là nó cứ hay đi đó à, suốt ngày vậy á. Cứ mình ngồi chỗ nào gần nhà, ở trong nhà mình ngồi chỗ nào đó là nó lân la tới, hay là nó rúc vào người của mình, rồi là nó đúc đầu vào trong tay của mình để mà mong muốn mình xoa đầu, xoa lông, xoa thân, xoa bụng như nó rất là thích. Đó. Hay là hệ thống trái sầu riêng ở trong vườn của mình. Hiện giờ thì tổng quan lại thì trái trong vườn nhà mình nó đã được đến 90 ngày tuổi. Vườn mình có 2 cụ bông. Tức là hai đợt trái đó. Đợt đầu thì cho tới thời điểm này thì nó là 105 ngày tuổi rồi. Còn đợt sau thì nó chậm hơn khoảng chừng 15 ngày là 90 ngày tuổi. Nếu đợt đầu 105 ngày tuổi thì khoảng chừng nửa tháng nữa là có thể vào để thu hoạch rồi các bạn ạ. Vườn mình thì có cả cây lớn cả cây nhỏ xen lẫn với nhau, nói chung nhiều độ tuổi lắm, từ 1 tuổi cho đến 8 năm tuổi đều có đủ hết. Những cây này của mình hiện giờ là 7 năm tuổi này, cây này là 7 năm tuổi này. Trái đây các bạn. Mình thích đi thăm vườn vào ban đêm là khi nhìn lên trái như thế này, tức là nhìn ngược từ dưới lên trên á. Thấy trái rất là đẹp các bạn. Mình thích lắm. Thích nhìn trái từ dưới lên trên á. Cảm thấy nó có một cái vẻ đẹp nữa, nó huyền bí lắm các bạn. Những cái dây xanh xanh kia là mình phải neo trái lên nha. Mình neo trái lên là đặc biệt là những cái trái ở trên cao. Thì vùng Tây Nguyên của mình vùng Tây Nguyên của mình thì tại thời điểm gần thu hoạch như thế này, năm nào cũng giống nhau, hầu như là vậy. Thì gió rất là lớn, mưa, bão, thậm chí là có bão. Gió lớn, cho nên là khi mà gió lớn mà nó lắc cành
mạnh á, thì trái nó sẽ dễ bị tước, dễ bị đứt cuống, tẹt cuống mà rơi xuống. Ở cho nên những trái ở trên cao là mình phải ưu tiên cột nó lại bằng những cái sợi dây như thế này để nó giữ được trái không bị tước. Còn ở những cái cành thấp thì tùy theo trái mình cột thôi, có những cái trái mình không cột, có những trái mình cũng cột. Trái nào lớn thì mình cột, những cái trái nào mà nó đu theo những cành xéo giống như thế này nè, là cuống nó có khả năng có xu hướng mà nó sẹo xuống như thế này á, thì mình sẽ phải gia cố cột nó lại. Còn những cái cành mà những cái cuống mà nó xuôi như thế này theo cái cành của nó thì mình không cần cột, vì những cái cuống như thế này thì nó rất là chắc và nó không dễ bị tước được đâu. Còn phía trên thì mình sẽ phải cột rồi, cột trái nó lại nè. Mình dùng những cái sợi dây nhựa ni lông mềm mình gia cố đó. Trái có những cái đốm xanh xanh ở phía trên này là do mưa. Dạo này trên vùng Tây Nguyên của mình, vùng Đắk Lắk và nói riêng là ở vùng Crong Bách, trong cái vườn của mình nói riêng ở đây thì mưa liên tục thường xuyên theo dạng là mưa rào á. Bất chợt nó mưa rào phát, bất chợt nó mưa rào phát, rồi một ngày thì cả hàng chục cơn mưa như thế, hàng chục lần mưa như vậy. Đấy, những cái đốm xanh như vậy là do nước mưa nó rơi xuống và nó biến đổi cái màu của cái trái, nó làm cái phần có nước đó, nó xanh hơn. Mình ra cuối vườn rồi nè, mình ra cuối vườn mà chú mèo này vẫn còn đi theo mình. Cỏ đầy như thế này mà nó vẫn lò mò nó đi theo được nè các bạn. Trời mưa nhiều thì cỏ nó rất là dễ phát triển và nó mọc lên rất là nhanh, nó lớn rất là nhanh. Nên là đợi nó lớn thêm ít nữa thì mình mới phát cỏ được. Và mình chỉ ưu tiên là phát ở trong gốc trước thôi. Trong tán cây thì mình phát cho nó quang cỏ đi, để nó hạn chế được độ ẩm và hạn chế được nấm bệnh. Và đồng thời là nó bớt ăn phân của tranh giành chất dinh dưỡng của cây. Khi mình bón phân vào thì nó bớt tranh giành chất dinh dưỡng. Hệ thống trái 90 ngày tuổi các bạn ạ. Những trái như thế này thì bình quân là 3,5 kg đến 4 kg một trái. Như cây này của mình là 7 năm tuổi và trên cây này vừa rồi mình đếm trái thì nó rơi vào là 86 trái các bạn. 7 năm tuổi 86 trái.
Cây này to hơn một tí, 8 năm. Cây này nhiều trái hơn, gần 100 trái. Cành nào cũng có trái, đều. Đây, thông thường thì khi ra vườn là mình sẽ cầm theo một cái thanh cây, thanh gậy như thế này. Thanh này là thanh nhôm như vậy. Mình cầm để mình thứ nhất là chống đi nè, cho nó thoải mái nè. Cái thứ hai nữa là phòng những cái trường hợp con gì đó mà mình cần phải sử dụng đến gậy gộc để mà đe dọa cho nó, bảo vệ cho bản thân mình, phòng thân đó, gọi là phòng thân. Đấy. Đi đâu cũng đi theo, không? Hệ thống trái như thế này cũng được các bạn nhỉ. Nói chung thì nó cũng không phải là, chưa phải là đẹp lắm, nhưng mà mình thấy nó như vậy là tạm được, tạm ổn, vẫn đủ học đưa vào hàng hàng nhất nha các bạn, vẫn đủ cái điều kiện để đưa vào hàng nhất. Ít sâu rầy lắm các bạn ạ. Cây này à, cây này 8 năm tuổi này các bạn, bằng cây lúc nãy, nhưng mà cây này đang gánh là 106 trái. Đều các bạn ha. Đều. Trái đều. To tròn đều. Không có sâu rầy. Chưa có nấm. Có thể hôm nay thì vườn mình khá là ít nấm, hầu như là không có. Thực tế là mình đang lo ngại là về những ngày tới này là gió bão thôi các bạn ạ. Bởi vì thời tiết năm nay khá là cực đoan hơn so với năm ngoái. Có khả năng là gió to, gió lớn. Mặc dù là tới thời điểm này thì gió mưa bão lớn thì vẫn chưa có xảy ra, nhưng mà những ngày qua thì hình như là có những cơn gió to nó đã xuất hiện, không phải là to lắm nhưng mà to vừa vừa thì nó đã xuất hiện. Thời tiết năm nay thì theo dự báo nó là sự chuyển giao giữa El Nino với El Nina. Vậy cho nên là có khả năng là nó sẽ xảy ra những trận gió lớn to hơn so với năm ngoái. Chính vì vậy là mình phải chịu khó mình đi cột trái, neo trái lại. Đó, để cho nó chắc ăn. Trong vườn mình có cây con này cũng nhiều này các bạn này.
cây này mình vừa mới trồng thôi. À, chính xác là trồng từ đầu năm. Những cái này năm nay là năm thứ tư rồi, mình vẫn chưa có trái. Qua năm là năm thứ năm rồi, sang năm sau là mình sẽ cho trái nè. Những cái hệ thống cây như thế này ở trong vườn của mình thì khá nhiều. Sang năm sau mình mới cho trái. Đang dưỡng đó. Những cây này bằng tuổi đó, nhưng mà mình thử nghiệm ở trong vườn thì mình thử nghiệm 5 cây như thế này. Cây này là năm nay là năm bói đầu tiên đây, năm thứ tư, năm bói đầu tiên. Đang ở trên cây là 20 trái. Và mình đang thử nghiệm đó. Thử nghiệm thấy xem thử là cái cách chăm sóc mình dùng chung cái cách chăm sóc so đối với những cây lớn thì xem thử tình trạng những cây này nó sẽ như thế nào, để mà qua năm mình làm những cây khác, những cây còn lại thì mình sẽ rút được cái kinh nghiệm để mà mình chăm sóc chung hay là chăm sóc riêng gì đó để nó đạt hiệu quả. Trái dày đặc phía trên luôn các bạn. Đây nè. Cái này mới có 6 năm tuổi thôi mà các bạn. Tới hàng rào tôn này là đến cuối vườn nhà mình rồi. Từ đầu vườn nhà mình tới cuối vườn nhà mình là 100 m. Bề ngang cũng là 100 m. Nói chung diện tích toàn thể là 1 hecta. Và tối nay thì trời không mưa các bạn ơi. Như mấy tối hôm trước thì mưa liên tục. Tối nay trời không mưa vậy cho nên là mình mới có cái điều kiện là mình ra thăm vườn. Khi mình quay như thế này thì mình đi xem phớt phớt vậy thôi, chứ khi mà mình không quay mà mình đi xem mà không có quay á thì mình xem rất là kỹ, ngắm từng trái một, thời gian nó khá lâu.
Còn khi quay như thế này thì mình đi phớt qua để thời gian nó qua mau, chứ không là thời gian lâu thì video nó rất là dài. Nói chung vào giai đoạn trái giống như thế này rồi thì ngày hầu như ngày nào mình cũng phải đi thăm vườn các bạn, thăm vào ban ngày, thăm vào buổi tối. Buổi tối thì lâu lâu đi một lần thôi, còn ban ngày thì hầu như là ngày nào cũng phải thăm vườn, còn trễ lắm thì cũng phải cách ngày mới thăm, cách một ngày thôi, để mình sớm phát hiện ra những cái vấn đề liên quan, ví dụ như là nấm bệnh sâu rầy là mình phải nhanh chóng là xử lý chúng nó. Nói chung về làm sầu riêng này cũng rất là vất vả đấy các bạn, không đơn giản đâu. Làm hầu như là quần quật từ ngày này sang ngày khác, phải chăm bẩm nó cho nó liên tục. Từ cái giai đoạn mà sau thu hoạch xong này rồi mình cũng đợi ngừng được này, là mình phải đi tiến hành ngay là phục hồi cây này, rồi tỉa cành này, đó. Tỉa cành, tỉa lá này, rồi dọn dẹp vườn tược này, rồi hồi phục cây này, rồi nâng pH đất này, rồi phân bón này. Ui, nói chung là đủ kiểu con đà điểu, làm nhiều lắm luôn. Và thời gian nó trôi qua rất là nhanh. Mình làm xong cái công việc này thì nó sẽ đến những công việc khác, ví dụ như là phục hồi cây xong thì lại tiếp tục là cho ra bông, rồi ra bông và xử lý bông, xử lý hoa, rồi là thụ phấn, rồi chăm trái non, rồi chăm trái già, nhiều việc lắm. Làm ra được trái sầu riêng nó cũng vã mồ hôi hột đấy các bạn ạ. Cái gì nó cũng có cái giá của nó thôi. Lo lắng đủ kiểu á, khi mất ăn mất ngủ trong những cái giai đoạn mà cây ra bông sổ nhụy, rồi quả non đấy, bắt đầu là sau đó thì là cây đến từng này tuổi rồi, tầm này tuổi rồi là cũng lại thêm lo lắng nhiều phần nữa, mưa gió nấm sâu rầy, mất ăn mất ngủ với chúng nó nhiều giai đoạn lắm các bạn ạ, không đơn giản đâu. Nói vậy thì cũng căng não đấy, làm ra được trái sầu riêng đẹp có chất lượng nó cũng rất là căng não các bạn ạ, không đơn giản đâu.
Ok. Vậy là mình xin dừng video chia sẻ cái khoảnh khắc mà mình đi vườn vào buổi tối ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại các bạn vào những cái video tiếp theo nhé.